Hôm nay làm 10 giờ sáng ngày 12 tháng 1 năm 2019 thì chúng tôi là vừa lắp đặt xong nhà chị Hồng tại xã Ninh Dân, huyện Thanh Ba, một bộ sập chân 24 chất liệu gỗ gỗ và đục chạm mai điểu. Chúng tôi vừa lắp trên tầng 3 nhà chị đây. Nhà chị là đối diện là với thôn Hoa Sen tại khu 9 Ninh Dân, Thanh Ba đây. Chúng tôi đang có mặt ở trên tầng 3. Đây là bộ sập thờ chân 24. Hàng rất là to, đẹp. 100% chất liệu gỗ vụn. Chân đục hoa mai. Rồi, tôi sẽ quay lại một video làm kỷ niệm với chị, gia đình chị. Mọi người ai có nhu cầu mà muốn mua sắm những bộ sập thờ như này thì có liên hệ chúng tôi theo số điện thoại là 0987 510 816, truy cập website đồgỗtung8.com. Lướt qua toàn cảnh bộ sập thờ cho mọi người cùng xem. Dạ là đục mai điểu, ở giữa là có rơi phúc thọ. Rồi, cảm ơn mọi người đã xem video. Hẹn gặp lại mọi người trong những clip khác nhé.